Xin chào bạn, trong thập niên 50, làng cờ Trung Quốc có hai cầu thủ có công lực ghê gớm nhất, có đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại. Đó là Dương Quang Long, biệt hiệu là Kỳ Ma, và Vương Gia Lương, biệt hiệu là Đông Bắc Hổ. Một người thì hùng cứ phương Bắc, một người thì sưng bá phương Nam. Do đó trong giới cờ vẫn thường truyền tụng nhau câu nói là Sở Hà Hán Giới giao tranh, Bắc thì Vương Á, Nam thì Dương Quang. Hai vị tiền bối này đã từng đại chiến nhiều phen, đại thể tương đương, ngang tài ngang sức. Khi về già, Kỳ Ma Dương Quang Long đứng ra lập phái, thu nhận hai đồ đệ. Đại đồ đệ là Dương Thành Thiếu Soái Lữ Khâm và nhị đồ đệ là Kim Cương Bắc Hoại Hướng Ngân Xuyên. Hai đồ đệ của Dương Quang Long từ khi xuất sơn đã khuấy đảo Võ Lâm, được giới cờ khiếp sợ đặt cho mỹ hiệu là Lĩnh Nam Song Hùng. Bộ đôi đệ tử của Kỳ Ma đã thay nhau thống lĩnh làng cờ Trung Quốc và thế giới khi thâu 8, 11 danh hiệu vô địch cờ tướng Trung Quốc và 9 lần vô địch cờ tướng thế giới. Trong thời điểm bộ đôi Lĩnh Nam Song Hùng đang làm mưa làm gió, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp chốn giang hồ, thì người duy nhất có thể khiến họ phải chung chân chính là Tiểu Đông Bắc Hổ Triệu Quốc Vinh, đệ tử chân truyền của Đông Bắc Hổ Vương Gia Lương năm xưa. Triệu Quốc Vinh không chỉ kế thừa sự dũng mãnh thiện chiến của sư phụ, mà đường cờ còn trong cương cá nhu, biến hóa đa chiều, khai trung tàn đều đạt tới cảnh giới thượng thừa. Còn nhớ vào những năm của thập niên 80, Triệu tài nghệ đã rất cao nhưng vận may chưa đủ, ngai vàng quán quân chỉ nhìn mà không thể với tới. Đến thập niên 90, nhờ kiên trì khổ luyện cộng thêm cơ trời kéo đến, Triệu công thành danh toại, giành 4 chức vô địch quốc gia. Nhờ đó Triệu Quốc Vinh đường đường chính chính được xếp ngang hàng với Lĩnh Nam Song Hùng, tạo thành bộ ba tam kiệt của Trung Quốc lúc bây giờ. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một ván cờ kinh điển giữa Tiểu Đông Bắc Hổ Triệu Quốc Vinh và Kim Cương Bắc Hoại Hướng Ngân Xuyên. Một người là đệ tử của Đông Bắc Hổ Vương Gia Lương, đặc trưng cho trường phái tấn công rực lửa, và một người là đệ tử của Kỳ Ma Dương Quang Long, đặc trưng cho trường phái phòng thủ trâu bò. Ván cờ đôi công hấp dẫn này diễn ra tại giải Ngũ Dương Bôi vào năm 2000 tại thành phố Quảng Châu, thực sự là một ván cờ đáng kinh ngạc và đã tái hiện hình ảnh hào hùng của những trận đại chiến giữa Kỳ Ma và Đông Bắc Hổ năm xưa. Sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức ván cờ rất đặc sắc này. Ván này thì Triệu Quốc Vinh được cầm đỏ đi trước và diễn biến như sau. Triệu chơi tượng 3 tấn 5, tạo thành tới trận phi tượng. Trận phi tượng là loại khai cục có thiên hướng ổn chắc. Nhiều người cho rằng trận này thường đưa đến những ván cờ nhạt nhẽo, nhưng mà thật ra thì phi tượng có nhiều biến hóa, linh hoạt và tùy vào người sử dụng. Nói là thế trận phòng thủ thì cũng đúng, mà nói là thế trận tấn công thì cũng đúng. Bởi vì dưới bàn tay của những bậc thầy công sát thì trận phi tượng là một loại vũ khí giết người vô cùng đáng sợ. Vì chúng ta hãy xem là một chuyên gia tấn công như Triệu Quốc Vinh sẽ sử dụng đòn phi tượng này như thế nào. Để đối phó với trận phi tượng của Triệu thì Hướng Ngân Xuyên đã rất bình tĩnh chơi tiếp là mã 2 tấn 3 để phòng thủ trung lộ. Trên đây thì Triệu Quốc Vinh chơi tiếp là chốc 3 tấn 1, tấn chốc lên để mở đường cho mã 2 có thể tiến lên tấn công. Và Hướng Ngân Xuyên cũng chơi chốc 3 tấn 1, mở đường lại cho chiến mã của mình. Trên đây thì Triệu Quốc Vinh chơi tiếp là mã 2 tấn 3, và Hướng Ngân Xuyên lập tức chơi mã 3 tấn 4, bay mã lên cửa Hà để tấn công. Triệu Quốc Vinh đối phó bằng một nước cơ phòng thủ rất chặt chẽ là sĩ 4 tấn 5. Lê sĩ vừa phòng thủ trung lộ và vừa mở đường để cho sĩ 1 có thể phát triển. Hướng Xuyên đã lựa chọn một nước biến để tấn công rất tích cực tiếp theo, đó là pháo 8 bình 5. Có thể thấy là Hướng Xuyên với tuổi trẻ và thao lược của mình rất là tự tin để dàn ra một thế trận rất là quyết liệt để hòng đánh ăn thua với đối phương. Đến đây thì Triệu Quốc Vinh đã lựa chọn một phương án rất là ổn chắc, đó là mã 8 tấn 7, bay mã lên để bảo vệ chặt chẽ con chốt ở trung tâm trước sự tấn công của pháo và mã của Hứa. Đây thì rất tự nhiên Hướng Xuyên phát triển mã ở bên cánh trái của mình trở trận mã 8 tấn 7 để mở đường cho sĩ đường 9 có thể xuất động. Đến đây thì để tránh việc bên Hứa chơi sĩ 9 bình 8 xuất chân sĩ mạnh ra thì Triệu Vinh đã đi một nước cơ rất hợp lý, đó là mã 3 tấn 2. Bay mã đến đường 2 để sử dụng pháo và mã ở lộ số 2 để khống chế đường phát triển từ con xe 9 này của Hướng Ngân Xuyên. Đến đây thì Hướng Ngân Xuyên đã đi một nước cơ rất hay để phá vỡ thế phong tỏa của Triệu Quốc Vinh bằng một phương án rất mạnh, đó là pháo 2 tấn 3 để bắt con mã của Triệu, ép buộc mã Triệu phải tiến lên phía trước ăn chốt. Và đến đây theo như kế hoạch, sau đòn tấn pháo bắt mã thì Hướng Xuyên xuất xe 9 bình 8 bắt pháo của Triệu, ép buộc Triệu phải bình pháo để tránh.
Sau khi chuyển quanh bên phải sang đường 3 thì đi dò sẽ dùng mã đạp pháo và sau đó dùng pháo để ăn con mã của Hứa. Vậy đó Hương Xuyên đã nhận thấy ý đồ đó của đối phương, cho nên anh đã đi một nước cờ rất chính xác, đó là pháo 584 tiêu diệt của chốc đầu và chiếm lấy thật lợi. Đôi bên đánh nhau tới hiệp thứ 8, chúng ta có thể thấy là Triệu Quốc Vinh chủ động bổ sĩ tượng phòng thủ vô cùng chặt chẽ. Đôi xe của Triệu vẫn án binh bất động, không biết là ông đang dự trù âm mưu gì. Trái ngược với Triệu thì Hứa Công Xuyên mặc dù ở phần hậu thủ nhưng đã nhanh chóng đưa song pháo qua hà để tấn công. Và con xe đường 8 của Hứa cũng đã lộ đầu để khống chế con xe của Triệu. Chiến mã của Hứa thì lại đang tung hoành ở trên bờ sông hạ trại đóng quân và tiền hô hậu ủng vô cùng khí thế. Nhưng Triệu Quốc Vinh là đệ tử chính tông của danh môn chính phái, đâu phải chỉ là hư danh. Và chúng ta hãy xem là ông sẽ đối phó với thế tiến công rất hung hãn của Hứa Công Xuyên như thế nào. Đó là Triệu Quốc Vinh trước tiên có một nước cờ rất hay, đó là xe 981 nâng hoành xe lên để đưa được chiến xe ra trận để tấn công. Và Hứa Công Xuyên chơi tiếp là pháo 5-1 tránh bị mã đối phương ăn. Triệu Quốc Vinh chơi tiếp là xe 9-6 tấn công vào con mã của Hứa. Hứa bay mã tiêu diệt chốt của Triệu. Đến đây thì Triệu Quốc Vinh chơi tiếp là C6-3 để bắt con pháo đường 8 của Hứa. Hương Xuyên rất quyết liệt chơi tiếp là pháo 2-3 để đi dò vào con mã đường 7 của Triệu Quốc Vinh. Đến đây thì Triệu Quốc Vinh rất là mềm mại, ông chơi tiếp bằng phương án là C6-1 để bắt con mã của Hứa. Để thấy là những nước cơ của Triệu Quốc Vinh vô cùng mềm mại và sau đoàn thái si và bắt mã đã khiến cho Hứa Công Xuyên cảm thấy vô cùng khó khăn trong vấn đề lựa chọn phương án. Ở đây thì sau một khâu suy nghĩ thì Hứa Công Xuyên đã đi những nước cơ rất hay để bảo vệ con mã của mình như sau. Đó là trước tiên Hứa Công Xuyên chơi tiếp là C1-2 để bắt con pháo của Triệu, ép buộc Triệu phải chạy pháo. Cơ đến Hứa chơi tiếp là tấn si xuống để bảo vệ con mã đang bị đối phương cắt tử. Đến đây Triệu Quốc Vinh chơi tiếp là pháo 9-1. Triệu chơi pháo 9-1 đi dò thì chơi tiếp là pháo 9-7 để bắt chết con mã của Hứa. Nó cờ quấy rối và bắt quân khá là khó chịu của Triệu Quốc Vinh. Để đối phó với tình huống này thì Hứa Công Xuyên đã đi một nước cờ rất cao, đó là C8-3 để tạo áp lực lên con mã đường 3 của Triệu. Đi dò thì chơi tiếp là trước tiên sẽ tấn pháo ăn con mã của Triệu, ép buộc Triệu ăn pháo sang, rồi sẽ bên C để ăn con mã và ăn hơn quân. Đây là âm mưu rất là hay của Hứa Công Xuyên. Do đó đứng trước âm mưu bắt quân của Hứa Công Xuyên thì Triệu Quốc Vinh đã đi một nước cờ rất là chính xác, đó là chốt 381 tấn chốt lên đã bảo vệ con mã đường 3 trước sự tấn công của đối phương. Nên đây thì Hứa Công Xuyên chơi tiếp là tượng 7-5. Hứa Công Xuyên tấn tượng lên để âm mưu tiếp theo sẽ dùng tượng ăn chốt và tiếp tục ám phục âm mưu là bắt chết con mã đường số 3 này của Triệu Quốc Vinh. Đến đây nếu như Triệu Quốc Vinh vội vàng bình pháo để bắt con mã của Hứa Công Xuyên thì bên Triệu sẽ bị thất thế như sau. Đó là Hứa trước tiên sẽ tấn pháo để ăn con mã của Triệu, ép buộc Triệu phải bình pháo sang ăn con pháo của Hứa. Tiếp theo thì Hứa ông Dung có thể dùng tượng để tiêu diệt con chốt của Triệu. Tiếp theo nếu như Triệu dùng pháo để ăn con mã xanh, ở đây thì sau khi bên đỏ ăn mã xanh thì đang đi dọa vọt pháo xuống tượng chiếu tướng, thì bên xanh có thể đối phó bằng phương án là trước tiên sẽ là sĩ 4-5 để tránh đòn vọt pháo chiếu tướng của đối phương. Các bạn quan sát hình cờ ở đây thì bên đỏ con mã đường số 3 bị kẹt cứng, chắc chắn sẽ bị bên xanh đọt lại. Trong khi đó thì thế đứng xe và pháo ở đây rất xấu, đang bị con xe của bên xanh khống chế. Rõ ràng là nếu như diễn biến của thế cờ diễn ra như vậy thì bên đỏ sẽ ở vào thế bất lợi hơn. Trở lại với cục diện ở đây, sau khi Hứa Công Xuyên chơi tượng 7-5, ý tưởng tiếp theo sẽ bay tượng diệt chốt và chốc tử mà đỏ. Triệu Quốc Vinh với công lực thâm hậu chỉ hơi cao mày đã nghĩ ra một kế lập tức bay pháo đạp chốt. Hứa Công Xuyên bay tượng lên diệt con chốt của Triệu. Đến đây thì thời cơ đã chín mùi, Triệu Đại Sư đã đi một nước cơ phản công kinh điển, đó là mã 3-5 ném thẳng mã vào miệng tường của đối phương, đồng thời dùng pháo bắt xe của Hứa. Quả là một nước cờ tuyệt diệu để phản công. Đứng trước đòn đánh của phần bất ngờ của đối phương thì Hứa Công Xuyên đã bình tĩnh thi triển thần công kim cương bất hoại để phòng thủ. Hứa chơi C8-2, tạm thời thoái lui một bước để tránh né quyền kình của đối phương, đồng thời phong tỏa hướng chạy của mã đỏ. Kình chiêu chơi dứt, chiêu khác đã tới tấp, Triệu Quốc Vinh lập tức bay xe đạp sĩ chiếu tướng. Chiêu pháp đánh ra nhanh như điện xẹt đã phá được một sĩ của đối phương. Hứa buộc phải lên tướng để tránh né. Triệu Quốc Vinh thúc quân đánh tới, nhưng Hứa Công Xuyên vẫn nhẫn nhịn chờ thời, dân bại khắp nơi.
Hiện tại Mã Đỏ đang ở thế thập diện mai phục, tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ nếu như Triệu thoái mã về vị trí cũ thì bên Hứa sẽ có thủ đoạn là C2 tấn 1 để bắt con mã của bên Đỏ. Như vậy thì cờ bên Đỏ sẽ vô cùng khó chịu và khó đi quân. Do vậy trong ván cờ thực chiến thì Triệu Quốc Vinh đã quyết định chơi mã 5 tấn 7 thế mã để mở đường công. Hướng Văn Xuyên lập tức thoái pháo về tiêu diệt con mã của Triệu. Như kế hoạch, Triệu Quốc Vinh tiếp theo chơi tấn pháo xuống chiếu tướng, ép buộc Hứa phải thoái xe về để cản, và Triệu bình pháo đánh pháo của Hứa. Hứa bên xe tiêu diệt lại con pháo của Triệu. Đến đây thì Triệu Quốc Vinh bay pháo lên đẹp lại con mã của Hứa. Đoạn vừa rồi thì Triệu Quốc Vinh ra sức vung vẩy, làm nhiễu loạn cục diện, đã phá được một sĩ của đối phương và tạo ra một thế tấn công nhất định. Nhân tuyệt kỹ kim cương bất hoại của Hứa Ngân Xuyên đúng là danh bất hư truyền. Hứa nhẹ nhàng cho hai xe lùi về áp đáy để hộ giá, cho tướng leo lên lầu 2 vừa uống trà vừa hóng mát, đứng giữa phong ba vẫn vững như bàn thạch. Đến đây thì xem chừng thế tiến công xe pháo của đối phương chỉ là hữu kinh vô hiểm. Hứa liền chạy tiếp xe 3 tấn 1 để chóc pháo tổ chức phản công. Triệu Quốc Vinh bắt buộc phải chạy pháo. Đến đây Hứa lại bình xe sang đường 8 lưng cát song xe để tổ chức đe dọa sẽ chơi tiếp là tấn xe 8 xuống áp đáy để chiếu bấy, bắt buộc Triệu Quốc Vinh phải bình xe sang để tránh trước. Đến đây nếu như bên xanh tấn xe xuống đáy để mời bên đỏ đội quân thì cục diện có thể sẽ diễn ra như sau. Bên đỏ sẽ bình xe sang chiếu tướng, ép buộc bên xanh phải bình tướng. Cứ đến bên đỏ thoái xe và ăn chốt của bên xanh. Bên xanh bình xe ăn xe đỏ chiếu tướng thì đỏ sẽ bình tướng sang ăn lại xe xanh. Bên xanh bình xe sang chiếu tướng thì đỏ sẽ bình tướng tránh. Nên đây nếu như xanh tấn xe lên để kiểm soát hàng chốt thì bên đỏ có thể bình pháo sang ăn lại con tượng của xanh, đồng thời dùng pháo bắt mã xanh. Đến đây nếu như tiếp theo bên xanh bình xe sang ăn chốt đi dọa tấn xe xuống đáy chiếu bấy thì bên đỏ có thể đỡ bằng cách là bình xe sang đường 4. Bên xanh tấn xe xuống chiếu thì bên đỏ thoái xe và đỏ. Bên xanh ăn xe đỏ chiếu tướng thì đỏ sẽ bình tướng sang ăn lại xe xanh. Đến đây thì bởi vì pháo đang bắt mã thì bên xanh có thể đơn giản hóa giải bằng phương án là mã 3.2. Nhìn cục diện ở đây thì hai bên đều còn pháo mã, bên đỏ thì lợi hơn một bên nhưng đã vỡ hết sĩ tượng. Về cơ bản thì thế cơ này mỗi bên đều có thế đánh riêng và cục diện có lẽ sẽ đưa về một thế cơ hòa. Trở lại với cục diện ván cờ ở đây, như đã phân tích thì bên xanh nếu như chơi C8 tấn 8 thì nhiều khả năng sẽ đưa về một ván cờ hòa. Tuy nhiên, Hứa Ngân Xuyên có lẽ cảm giác cục diện này đang có lợi hơn cho anh. Bởi vì nhìn rộng ra thì bên xanh đang có một thế pháo đầu đóng chặt rất mạnh. Mã đường 3 thì đã vượt xong để khống chế mã đỏ. Hai con xe xanh ở đường số 8 cũng đang khống chế con xe đỏ ở đường số 4 không thể tiến lên tham chiến. Như vậy là bên đỏ chỉ có một xe và một pháo để tấn công. Rõ ràng là không đủ sức mạnh để uy hiếp. Vì vậy trong ván cờ thực chiến thì Hứa Ngân Xuyên đã không tiến xe lên đổi xe mà quyết định chơi tượng 3 tấn 5 để chóc con pháo của đỏ. Nhưng đúng với thành ngữ là khéo quá hóa vụng, nước cờ này đã tạo ra một sai lầm lớn. Triệu Quốc Vinh với một nhãn quan chiến thuật thiên tài của mình đã nắm được sơ hở này của đối thủ và tổ chức một màn phê quân tấn công kinh điển như sau. Đó là trước tiên Triệu Quốc Vinh binh xe sang để chiếu tướng, ép buộc Hứa phải bình tướng. Đến đây thì Triệu Quốc Vinh đã đi ra một nước cờ kinh hồn, đó là pháo 3 bình 2, đưa thẳng pháo vào miệng xe của đối phương. Đây rõ ràng là một nước cờ mà có lẽ Hứa Ngân Xuyên đã bỏ sót và không tính ra. Ở đây nếu như Hứa Ngân Xuyên thoái xe và ăn con pháo của Triệu thì ngay lập tức bị dính đòn và thua ngay. Bởi vì Triệu sẽ có đòn đánh rất hiểm, đó là tấn xe xuống chiếu tướng, ép buộc bên xanh phải lên sĩ. Cứ đến bên đỏ sĩ giặt xe và ăn sĩ chiếu tướng, ép buộc xanh phải xuống tướng, rồi lại bên xe chiếu tướng, buộc bên xanh bình tướng, rồi lại bên xe chiếu tướng, buộc bên xanh bình tướng, rồi tấn xe xuống lại đánh bấy. Một đòn đánh sát song xe cực hay của bên đỏ. Qua phân tích này có thể thấy đòn thí pháo của Triệu Quốc Vinh cao như thế nào. Mình trở lại với ván cờ thực chiến, đứng trước được kỹ lòng pháo sau đít đã bắn xe cực độc của Triệu Quốc Vinh. Hứa Ngân Xuyên không thể thoái xe và ăn pháo mà bắt buộc phải chơi tường 5 thoái 7 để cản lại, đồng thời sử dụng con pháo ở trong lò để bắt lại con xe của Triệu. Một đứa phòng thủ cũng khá hay của Hứa Ngân Xuyên. Đến đây thì rất là quyết, Triệu Quốc Vinh bình xe sang ăn sĩ và tí pháo luôn.
Bởi vì bây giờ Pháo Triệu đang bắt Si, cho nên Hứa cũng không còn lựa chọn nào hay hơn là phải phái Si về tiêu diệt con pháo của Triệu thôi. Việc này đã mở ra một cơ hội để Triệu Quốc Vân tiến Si lên để chiếu tướng, ép buộc Hứa phải lên tướng, rồi Triệu lại binh Si sang để chiếu tướng, ép buộc Hứa phải bình tướng. Đến đây thì để giải phóng cho Song Si tiến lên truy sát tướng của đối phương, thì Triệu Quốc Vân đã đi một đất cờ cực kỳ cao cường, đó là mã 7 tấn 5 bay mã lên trung lộ, cờ cực hay của Triệu Quốc Vân. Trong một phút thăng hoa, bác Triệu chợt đánh ra nhờ nó cờ tiêu dao phiêu phọt như tỉnh như say. Song Si của bác tiến lên truy sát, làm Hứa say sẩm cả mặt mày, thất điên bác đảo. Giờ đây chiến mã của Triệu bay lên đường năm vì nghĩa quên thân, nằm trước lan đạn của đối phương mà ung dung tư thái, phi phải quạt khăn. Một đất cờ tái hiện những màn phá quân đỉnh cao của Đông Bắc Hổ Vương Gia Lương năm xưa, đúng là danh sư xuất cao đồ. Hứa Công Xuyên mặc dù có thần công Kim Cương Bất Hoại để phòng thủ, nhưng Song Sĩ đã nát, lấy gì cản được Song Si mạnh của đối phương. Nhìn chiến mã của Triệu bay lên chèn pháo, Hứa không khỏi toát cả mồ hôi. Tình thế đến nước này chỉ có thể cắn răng tận lực ra sức chiến đấu mà thôi. Hứa Công Xuyên tấn Si lên, mời Triệu đổi Si. Triệu Quốc Vân tất nhiên không đổi Si mà thoái Si vào cửa hà để càn quét chốt và tường của đối phương. Đến đây thì Hứa Công Xuyên tấn Si xuống để chiếu tướng, ép buộc Triệu phải xuống sỉ, rồi giặc Si va bắt chết con mã của Triệu. Như kế hoạch, Triệu Quân quyết định bỏ mã trong lò luôn mà chuyển Si sang ăn trốn. Hướng Xuyên bên Si sang tiêu diệt con mã của Triệu. Triệu bình tĩnh lên sỉ để phòng thủ trong lò. Đến đây thì trước sức ép cực mạnh từ hai con Si của Triệu Quốc Vân thì Hướng Xuyên bắt buộc phải chuyển Si sang đường số 2 để phòng thủ, cũng như là đưa con Si đến đường 2 để âm mưu có thể tổ chức phản kích sau này. Triệu Vân thấy tấn công cánh bên trái không được thì đã rất uyển chuyển binh Si sang tiêu diệt con tượng của Hướng Công Xuyên, và đồng thời đe dọa sĩ tấn Si xuống chiếu tướng và tiếp tục tấn chiếu tướng để bắt chết con Si đường hai này của Hướng Công Xuyên. Nhưng trước thủ đoạn đó của Triệu Quốc Vân thì Hướng Xuyên bắt buộc phải binh Si sang đường số 6 để sử dụng song Si phòng thủ. Triệu Quốc Vân lập tức đâm Si xuống chiếu tướng, ép buộc Hứa phải xuống tướng, rồi lại tấn Si xuống chiếu tướng, ép buộc Hứa phải thoái Si về để phòng thủ. Đến đây rất đơn giản, Triệu Quốc Vân lại chơi Si 3 tấn 1, tiếp tục tiêu diệt một tượng của Hướng Công Xuyên. Hai chiếc Si ép 1 của Triệu chạy nhanh như gió, thuận đường đã phá luôn cả cặp tường của Hứa. Đến đây thì thế thắng cho Triệu đã thấy rõ. Bây giờ thì để tránh đòn chữ bấy của Triệu Quốc Vân với nước cờ rất hiểm là Si 3 bình 5 đánh bấy, thì Hướng Công Xuyên bắt buộc phải bình Si sang đường 8 để tránh trước, cho đường cho tướng có thể trốn chạy. Nhưng mà Triệu Quốc Vân đã ra tay rất là hiểm ác và không cho Hướng Công Xuyên một cơ hội để phòng thủ. Người ta đi một nước cờ rất đơn giản nhưng khó chịu, đó là Si 3 thoái 3 để bắt con chốt trung lộ của Hứa, ép buộc Hứa phải tăng chốt lên. Triệu lại tiếp tục giặc Si và truy sát con chốt vào trung tâm. Đến đây thì Hướng Công Xuyên cảm thấy sức ép từ hai con Si của Triệu quá mạnh, cho nên bắt buộc phải tấn Si xuống để phản công, tìm một cơ hội để có thể đối công với đối phương. Triệu Quốc Vân đã đi một đất cờ đơn giản là bình tướng sang đường 6, vừa tránh đòn bình Si ăn tường của đối phương mà vừa sử dụng mặt tướng để hỗ trợ cho con Si ở đường số 6 chuẩn bị giặc và chiếu tướng và dùng song Si để đánh sát. Đứng trước những thế đánh rất nguy hiểm của Triệu Quốc Vân thì Hướng Công Xuyên quật khởi bay mã lên để chiếu tướng. Triệu Quốc Vân lên tướng để tránh, Hướng Xuyên lại giặc mã về chiếu tướng, và Triệu lại đơn giản giặc tướng về để tránh. Rất bình tĩnh thưa các bạn, con mã của Hướng Xuyên rõ ràng không thể bay lên để chiếu tướng mãi được, cho nên Hứa bắt buộc phải giặc Si về để phòng thủ. Và ra là đòn tấn Si của Hướng Xuyên không những không mang lại kết quả mà còn giúp cho Triệu có một nước tiên là bình tướng sang đường 6 để hỗ trợ cho con Si đường 6 có thể tấn công, rất là nguy hiểm. Đến đây thì Triệu Vinh rất ung dung bình Si sang tiêu diệt con chốt trung tâm của Hứa chiếu tướng, ép buộc Hứa phải bình tướng. Đến đây thì Triệu Quốc Vân đi một nước cờ rất đơn giản nhưng khiến cho Hứa Công Xuyên vô cùng đau đầu, đó là nước cờ Si 6 thoái 6 giặc Si về để bắt con mã của Hứa, đồng thời đe dọa sĩ binh Si sang đường 4 để đánh bấy. Và để tránh đòn sát của đối phương thì Hứa Công Xuyên bắt buộc là trước tiên đâm mã xuống để chiếu tướng, để ép con tướng của Triệu phải binh xe trung lộ. Đâm mã chiếu tướng là nước cờ bắt buộc để chạy con mã trước sự truy kích từ con Si của đối phương, và sau đó thì Hứa Công Xuyên mới chơi tiếp là Si 8 tấn 4 tấn Si lên để dùng Si và pháo ở đây để chèn đường chiếu của đối phương. Nếu như bên đỏ bên Si sang chiếu tướng thì bên xanh sĩ binh pháo sang để lót đường chiếu của bên đỏ. Đến đây thì Triệu Vân tiếp tục cuộc tấn công kinh hoàng của mình và nó có là Si 5 binh 3. Bên Si sang đã chuẩn bị sử dụng song Si chiếu lệch để đánh bấy.
Chú ý là hai con xe của Triệu Ngọc Vân ở trong tình huống này là vô cùng nguy hiểm, bởi vì vừa có thể đánh lệch theo chiều ngang mà vừa để có thể đánh lệch theo chiều dọc và khiến cho Hướng Văn Xuyên không biết đỡ đường nào mà lần. Đến đây thì Hướng Văn Xuyên bình xe sang đường số 6, vừa che chắn mặt tướng và vừa đi dò sĩ tấn xe xuống để đánh bấy. Thủ đoạn cũng khá là hiểm của Hướng Văn Xuyên, nhưng mà mọi thứ đã quá muộn đối với anh. Và Triệu Ngọc Vân đã đi những nó cơ để dứt điểm văn cơ rất đơn giản như sau. Trước tiên Triệu tấn xe xuống chiếu tướng, ép buộc Hứa phải lên tướng, rồi tấn xe xuống chiếu tướng, ép buộc Hứa phải xuống pháo, rồi Triệu Ngọc Vân giặt xe và tiếp tục chiếu tướng, ép buộc Hứa phải xuống tướng. Đến đây rất đơn giản, Triệu bình xe sang tiêu diệt con pháo trung lộ của Hứa. Nhìn cục diện đến đây, Hứa vô cùng chán nản, trong đầu lại văng vẳng lời dạy của sư phụ: con ơi, ta bảo con này, khuyết sĩ kỵ song xa, kỳ ma gặp cũng chết, kỳ tiên gặp cũng chết, sức trâu bò cũng chết, mà sức voi cũng chết. Hứa lẩm bẩm: cờ này toan thật rồi ông giáo ạ. À. Triệu Quốc Vân sử dụng song xe, tiến thoái như rồng như phượng. Đến đây Hứa thấy không còn khả năng chống đỡ, đành thở dài buông cờ chịu thua. Hướng Văn Xuyên được mệnh danh là Kim Cương Bất Hoại, nhưng hệ thống phòng thủ kim cương lân danh của anh đã bị song si của Triệu đánh vỡ vụn hoàn toàn. Triệu có lẽ là người duy nhất trên thế giới khiến cha Hứa thời đỉnh cao phải chống đỡ vất vả đến như vậy. Triệu Quốc Vân tiến quân tấn công nhanh như gió, mạnh như bão táp, khiến người xem cảm nhận sự sắc nét tuyệt hảo trong từng đường cờ. Không hổ là truyền nhân tâm đắc của Đông Bắc Hổ năm xưa.